Xin chào các bạn, đây là Max Channel và là một kênh công nghệ của hiện tại, không phải quá khứ. Vâng, nhắc đến hiện tại của làng công nghệ thì người ta sẽ dễ dàng liên tưởng đến sự thống trị tuyệt đối của hai kẻ thù không đội trời chung là iPhone và Android. Chính xác là iOS và Android. Nhưng liệu có bạn nào đặt câu hỏi rằng trước khi có sự xuất hiện và đổ bộ của hai hệ điều hành này thì liệu thị trường di động có một bộ mặt như thế nào? Nếu bạn chưa biết thì video này sẽ có ích cho bạn. Và sau đây sẽ là top 10 điều thú vị về thị trường điện thoại trước khi iPhone và Android có mặt. Đầu tiên đó là pin dùng cả tuần. Trong khi với hầu hết điện thoại thông minh hiện nay thì con số dường như chỉ là viển vông. Nhưng về 20 năm trước thì đó hoàn toàn không phải là chém gió. Khác với thế hệ netizen của thế kỷ 21 vốn được coi là nô lệ của những cái ổ cắm điện, thì những doanh nhân của thập niên 90 lại cực kỳ thảnh thơi với những chiếc Nokia 8810 với khả năng sạc một lần, quăng quật cả tuần mà không lo hết pin. Đơn giản vì nó là một chiếc điện thoại đúng nghĩa đen, chỉ nghe, gọi, nhắn tin, chứ không tích hợp một đống hồ lốn công nghệ như bây giờ. Điều thứ hai là mỗi chiếc điện thoại đều tạo nên một sự khác biệt. Trong khi ở thế kỷ 21 bạn đang phát chán với kiểu thiết kế tối giản ná ná nhau của hầu hết smartphone thì cách đây chỉ tầm chục năm thôi, điều này hoàn toàn không tồn tại. Sự phổ biến của những chiếc điện thoại với bàn phím cứng đã khiến cho thiết kế tổng thể có nhiều đường nét của điện thoại lúc đó trở nên dễ tùy biến hơn rất nhiều so với bây giờ. Ví dụ như là với cái bàn phím điện thoại nhé, nhà sản xuất đã có thể vẽ ra vô số kiểu thiết kế khác nhau cho dù chúng đều có cùng một cấu hình xử lý. Và có lẽ thế giới di động hiện tại sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy những chiếc điện thoại thuộc hàng di sản của thế giới như là Motorola V3 hay là Nokia 8800 nữa. Điều thứ ba đó là không có mobile internet. Thời điểm cuối thập niên 90, thế giới vẫn đang tận hưởng tốc độ rùa bò của mạng internet dạng quay số dial-up. Do đó, khái niệm internet trên di động là một điều gì đó khá xa vời và phi thực tế. Dù rằng vào thời điểm đó người ta đã nghĩ ra khái niệm cũng như là cách thức để chia sẻ kết nối internet từ máy tính cá nhân sang thiết bị di động. Tuy nhiên, không khả quan lắm bởi sự cồng kềnh của các thiết bị phụ trợ. Mạng điện thoại GSM cũng đã cho phép người dùng truy cập internet thông qua một số thiết bị nhất định với những gói cước khá là cắt cổ, nhưng chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là check email trên một số trình duyệt web cực kỳ cơ bản được gọi là WAP. Phải đến những năm 2000 thì sự xuất hiện của các chuẩn kết nối không dây tốc độ cao hơn một chút như là GPRS hay là EDGE 2.5G, sau đó là 3G đã giúp cho việc kết nối internet trên các thiết bị di động được thông dụng hơn một chút. Nhưng mà nó vẫn chẳng là gì nếu so sánh với thời gian sau khi binh đoàn iPhone và Android đổ bộ vào thị trường. Lúc này thì thế giới di động mới biết đến cảm giác thế nào là ăn, ngủ và chơi cùng mobile internet. Thứ tư là sự thống trị của rắn sắt mồi. Để hiểu được cái này thì hơi khó một tí. Thế nào được nhỉ? Ê Cường, bán anh con điện thoại nào? Vâng ạ, anh ra có thể xem qua chiếc điện thoại này. Rất hợp với vẻ bố đời của anh đấy. Nhưng mà anh cần rắn, nó rắn không? Tất nhiên là nó phải rắn rồi chứ ạ. Không, ý anh là rắn sắt mồi đấy, có không? À, cái này nó không có rắn sắt mồi, nhưng mà nó có màn hình cảm ứng Gorilla Glass 4 khung nguyên cột. Thôi, cúi bác, em đi chỗ khác. Vâng, nếu bạn chưa hiểu thì mình xin nhắc lại, đây là trò chơi rắn săn mồi, thứ đã làm nên tên tuổi của những chiếc điện thoại Nokia cục gạch. Không cần cốt truyện, không cần mục chơi internet, cũng không có cả màu. Nhưng trò chơi Java đầu tiên trên điện thoại này đặc biệt được mọi người yêu mến bởi đây là một phương thức giết thời gian hoàn hảo mỗi khi rảnh rỗi. Nếu có một sự so sánh nào thì có thể nói rắn săn mồi đã gần như trở thành một tôn giáo trên điện thoại di động và là một tiêu chí không thể thiếu của nhiều người khi chọn mua một chiếc điện thoại cục gạch trong những năm cuối thập niên 90. Điều thứ 5, không ai thèm một màn hình cảm ứng hết. Nếu mình nói điều này vào thời điểm hiện tại thì bạn có thể nghĩ mình dở hơi. Nhưng mà khi mình nói điều này vào thời điểm 20 năm trước thì được không? Vì sao á? Đơn giản vì màn hình cảm ứng của 20 năm trước không giống như những gì chúng ta được tận hưởng trong thời đại này. Ở thời điểm cách đây 20 năm nó cũng là một công nghệ cao cấp mang tính tương lai. Nhưng mà rất tiếc, nó lại không phải là một màn hình cảm ứng điện dung đa điểm phản hồi nhanh chóng mượt mà. Màn hình cảm ứng thời đó là loại màn hình điện trở với cấu trúc gồm một tấm nhựa dẻo phủ lên trên bề mặt kính bên dưới và sử dụng một chiếc bút nhỏ như là cái tăm để chọc và thao tác. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chúng còn lành cảnh đào. Đáng tiếc là tất cả màn hình cảm ứng hồi đó đều cung cấp một trải nghiệm cực kỳ ức chế và khó chịu, nhiều hơn là sự thoải mái và mượt mà như bây giờ. Những tình huống như là muốn ấn thủng cả màn hình nhưng mà nó vẫn trơ ra không làm việc là chuyện cơm bữa trên những màn hình cảm ứng điện trở. Tin mình đi, một khi bạn đen đủi vớ phải một cái màn hình như thế vào thời điểm này thì bạn sẽ muốn đập nó đi càng nhanh càng tốt. Thôi cái này mình không đập đâu. Điều có tin thứ 5 đã khép lại phần 1 của loạt video top 10 ngày hôm nay. Có thể thấy thị trường di động đang những bước đi quá nhanh và không nguy hiểm lắm, nhưng mà đầy đổi mới. Chỉ chưa đến 10 năm chúng ta đã rõ ràng nhìn ra sự khác biệt lớn về bộ mặt thị trường di động trước và sau khi ghi nhận sự có mặt của iPhone và Android. Bạn đã cảm thấy đủ khó tin sau khi xem video này chưa? Nếu chưa thì mình tin rằng phần tiếp theo sẽ khiến bạn phải ngã ngửa như bà chửa và thốt lên cái quái gì vậy. Hãy cùng đón chờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.